Xin chào tất cả mọi người. Có rất nhiều bạn gọi điện về hỏi tôi là không thể lập trình điều khiển được cho con robot của mình đi qua các cái đường giao nhau, ngã ba, ngã tư. Thì hôm nay tôi làm video để hướng dẫn mọi người. Như chúng ta thấy thì đây là chiếc cảm biến dò lai. Cấu tạo của cảm biến dò lai chúng ta thấy có 4 cái mắt ở đây. Thì có một mắt phát tín hiệu và một mắt nhận tín hiệu. Tương tự bên này cũng vậy, có nghĩa thành hai cặp mắt để phát tín hiệu và nhận được tín hiệu. Thì nguyên lý hoạt động như sau là khi gặp một cái đường màu đen, ví dụ như thế này, cái cảm biến này là cảm biến mà trả về tín hiệu số nha các bạn. Cảm biến trả về tín hiệu số có nghĩa là nó sẽ trả về hai giá trị 0 hoặc 1. Thì bình thường mà khi mà ví dụ đây là cái vạch màu đen, hai cái cảm biến của chúng ta đều nằm trong vạch màu đen, thì cái vạch màu đen này là cái tia hồng ngoại chiếu ra cho bị gặp cái băng dính màu đen này, nó hấp thụ hết, cho nên cái phản hồi về cái mắt nhận không nhận được tín hiệu, cho nên giá trị nó bằng 0. Có nghĩa là hai cái mắt cảm biến này đều nằm trong cái vạch màu đen thì nó là bằng 0. Đây còn ví dụ như lệch một cái ra ngoài như thế này thì cái bên trái bằng 0 và cái bên phải bằng 1. Thế thì khi chúng ta lập trình cho đi qua ngã tư, lập trình đi qua ngã tư thì ngoài cái việc mà đi thẳng hai mắt này nằm trong vạch màu đen, nhưng mà chúng ta tưởng tượng nó sẽ có một cái vạch màu đen ở phía bên ngã ba, nó sẽ có vạch màu đen ở phía bên cạnh như cái chỗ tay tôi đang để đây. Vậy thì theo robot chúng ta lập trình như bình thường nó sẽ đi thẳng, mặc dù là có vạch màu đen ở đây. Vậy thì giải pháp chúng ta đưa ra là chúng ta phải sử dụng một cái cảm biến dò lai này có 4 cái cặp mắt, ví dụ như tay tôi để đây, hơi khó nhìn nhỉ. Được, tôi sẽ lấy bút viết ra cho các bạn. Ví dụ chúng ta có con đường như thế này, đường như thế này. Nếu như cái cảm biến dò lai của chúng ta đây như thế này, 2+1 đi thẳng đến chỗ đoạn này, tất cả vẫn đều bằng 0 đi thẳng, hai bên cảm biến đều bằng 0, bằng 0 đi thẳng, vẫn đi thẳng, vậy thì nó không thể rẽ phải hay rẽ trái được. Vậy cách của chúng ta là chúng ta phải sử dụng một cái, ví dụ cái cảm biến của chúng ta đây, hai cái cảm biến ở đây, và chúng ta phải có thêm hai cái cảm biến ở đây. Đó, cái xe robot của chúng ta. Bánh xe ở đây. Đó, chúng ta tiến lên đây thì 4 cái mắt lên đây. 4 cái mắt cảm biến như đây. Vậy thì nó sẽ khác biệt là hai cái cảm biến. Ví dụ chúng ta đánh số 1, 2, 3, 4. Chúng ta đánh số ở đây. Thì bình thường có nghĩa là 2 bằng 0, 3 bằng 0, chúng ta đi thẳng. Đi thẳng.
Vậy khi mà đi đến ngã ba ngã tư thì nó sẽ khi ở đây 1 2 3 4 đây. Vậy là 1 bằng 0, 2 bằng 0, 3 bằng 0, 4 bằng 0. Chỗ này là ngã tư. Đó, chúng ta muốn rẽ trái thì chúng ta thấy rẽ trái, rẽ phải, rẽ sang phải thôi. Thế bây giờ quay trở lại vấn đề của chúng ta là chúng ta có cái cảm biến G2 đây nhưng nó chỉ có 2 thì làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta có thể sử dụng hai cái liên tiếp. Sử dụng hai cái liên tiếp, chúng ta có thể sử dụng như bình thường, như cái đoạn video mà tôi đã gửi test cho các bạn xem là tôi sử dụng hai cái cảm biến giò lai lắp xuống dưới xe như thế này. Lắp như thế nào thì tùy các bạn tự thiết kế. Sau đó thì chúng ta cũng, bởi vì chúng ta sử dụng câu lệnh là cảm biến giò lai qua trái phải, tôi đặt cái này là 1, cái này là 2. Vậy để đi được thẳng như bình thường, vậy thì cái 1 này này, đây là phía bên trái của cái 1, phía phải của cái 1, đây là phía trái của cái 2, phải của cái 2. Vậy có nghĩa là phải của cái 1 cộng với trái của cái 2 mà bằng 0 thì đi thẳng. Phải của 1 bằng 0, trái của 1 bằng 0, phải của 1 bằng 0, trái của 2 bằng 0, phải của 2 bằng 0. Có nghĩa là bốn cái này đang nằm ở vị trí này này các bạn này, là đều bằng 0. Thì có nghĩa là gặp ngã tư, sau đó thì chúng ta có thể rẽ phải hay rẽ trái thì tùy chúng ta. Rất hy vọng là sau khi tôi giải thích và hướng dẫn như vậy, chúng ta có thể tự lắp ráp và lập trình điều khiển xe robot của chúng ta có thể đi qua được ngã tư, rẽ trái, rẽ phải. Rồi, chúc các bạn thành công.